Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại với con game Awin. Thì đối với những anh em nào mà chơi game Awin ấy, hay là những cái game họ nhà Awin, ví dụ như kiểu là Awin, Dwin, Tewin hay là Ewin các thứ ấy, mà anh em đánh to ấy, thì mình không biết nha. Nhưng nếu như anh em nào mà đam mê, hoặc là anh em, đầu tiên là anh em nếu như anh em thích Anon, và anh em thường hay chơi thì kiểu Anon, mà mình sẽ chơi kiếm một chút với cái con game Kawin nha, hay là những con game khác mà ăn nhỏ, đánh nhỏ, lãi like ít, thì anh em có thể xem cái clip của mình nha. Đặc biệt là đối với những con game họ nhà Iwin thì ok, với tầm vốn là 1M thì chắc chắn là mỗi ngày, ví dụ như anh em có thể kiếm được khoảng từ độ 200-300k, đấy là điều đương nhiên và chắc chắn 100% có thể nha. Nhưng mà anh em phải chú ý cho mình rằng là đối với cái mẹo Anon mà anh em áp dụng ấy, thì không phải 100% là cái mẹo Anon nào anh em cũng có thể là giúp cho anh em là ăn thông ngày qua ngày, đúng không? Tháng qua tháng được, đúng không? Mà chúng ta cũng cần phải có những có những ngày thua. Đấy, bởi vì đánh thì chắc chắn là sẽ có ngày thắng, ngày thua, đúng không? Đấy. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách kiếm khoảng ít nhất là 300.000 mỗi ngày nha. Thì ví dụ như may mắn thì anh em cũng có thể là kiếm được 500k, đúng không? 500k thì sau đấy là gì? Nhân lên, ví dụ như mỗi ngày khoảng 300k thì một tháng anh em cũng được kiếm được 10m, đúng không ạ? Đấy, anh em vốn to hơn thì anh em hoàn toàn có thể kiếm được khoảng là 20m, 30m một tháng là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng mà mình tính xác suất đấy thôi nhá, tính xác suất, ví dụ như sẽ có ngày thắng, sẽ có ngày thua anh em. Đấy, đâu phải ngày nào mình cũng thắng được đâu, đúng không ạ? Kể cả bốc DC cũng vậy, có phải bốc cái nào cũng ăn đâu anh em. Có phải bốc cái nào cũng ăn đâu. Có những cái thì bốc sẽ dính bom, đó, sẽ dính bom. Nhưng mà mình bốc ấy, thì mình sẽ đặt mình ở trong một cái trường hợp là bây giờ mình xác định là mình không bốc lì xì mãi được. Mình xác định là mình không bốc lì xì mãi được thì mình chỉ bốc lấy 1-2 cái thôi để lấy vốn thôi. Đấy, ví dụ bốc 2 cái được vốn là 177k rồi, thì chắc chắn với anh em là khi mà mình sang chơi ở những con game khác thì mình cũng sẽ có cái lợi thế hơn về vốn, đúng không? Đấy, ok. Này thì sẽ tiếp tục xích bò trên dưới này. Anh em biết rồi đấy, xích bò trên dưới thì đa phần là mình sẽ đánh chắn lẻ nhiều hơn. Đa phần thì mình sẽ đánh chắn lẻ nhiều hơn là thay vì mình sẽ đánh theo những cái con kia nha. Ui, chưa gì vào ba phát lẻ rồi. Đang có vốn mà, làm phát bệt lẻ nào. Trời ơi, không bệt anh em ạ. Tiếc thế nhở. Ai, bốn khả năng cao ván này sẽ lẻ tiếp này anh em ạ. Chuẩn chưa? Đấy, từ từ nha. Test đã. Lẻ tiếp không? Chẵn thôi. Lẻ tiếp không này? 3 chẵn. Nếu mà ván này vẫn phải chẵn thì tầm 4-1-1-4 nhá. Ôi giời, không phải anh em ạ. Chẵn này, ván này mình đoán là chẵn này. Đúng, chính xác luôn anh em ạ. Chẵn thì ván này khả năng cao tay này sẽ là lẻ luôn nhá. 70% thôi. Trời, không phải rồi. Ván này mình là lẻ, vậy thì ván này sẽ là chẵn. Tự tin ván này sẽ là chẵn hơn. 85% ván này sẽ là chẵn. Ok, đó, anh em thấy không? Khi mà mình test chuẩn cầu ấy thì hoàn toàn là 100% thì cái xác suất thắng của chúng ta nó sẽ nâng cao lên nhiều hơn. Nha anh em nhá. Đấy, khi mà ta test chuẩn ấy thì cái xác suất và cái tỷ lệ thắng của chúng ta hầu như nó sẽ cao hơn nhiều. Ván này thì 75%. Tiếp tục thì tay này khả năng sẽ là lẻ, 80% là lẻ. Ôi giời, 1-2-4 anh em ạ. Sợ nó bệt thôi anh em nhá. Mình sẽ giải trừng cái việc là nó sẽ bệt nha, cầu nó sẽ bệt chắn. Đấy, chuẩn ngay anh em ạ. Mình nghĩ là vẫn còn bệt chắn nữa đấy. À, không bệt chắn anh em ạ, rồi nhảy sang lẻ rồi. Test đã. Đấy, anh em cứ test từ từ thôi. Chẵn không? Chẵn thì là cầu 1-1 nhá. Không phải 1-1 anh em ạ. 1-2, vậy thì mình nghĩ là tay này nó sẽ về lẻ luôn. Xác suất cao tay này nó sẽ về lẻ luôn. 85% tay lẻ luôn. Oh my god. Không phải anh em ạ. Không phải thì mình lại phải test thôi. Trời ơi, tiếc quá anh em ạ. Tiếc quá.
101 sẵn này. 10 tiếp này. 1 sẵn tiếp này. 10 tiếp này. Ui cầu 11 này anh em ạ. Theo quả cầu 11 một lần nữa nhá. Rồi, không biết là cầu 11 nó có đi dài không. Lần này thì giảm xuống một nữa. Cho tiếc thật sự anh em ạ. Đi 11 một lần nữa thì thơm rồi. 3 chẵn này. 10 này. 1 chẵn không? Đúng 1 chẵn thật. Lẻ tiếp không hay chẵn nào? Lẻ này. Thế là cầu 311 đoạn 311. 3111. Xác suất là 85% thằng này sẽ là lẻ tiếp. 85% thằng này sẽ là lẻ tiếp. Ô. Thế là đi cầu 11 luôn hả ta? Ảo thật anh em ạ. Trời ơi. À. Cầu 22 anh em ơi. Trời ơi, ván này sẽ là chẵn tiếp này. Cũng không phải là cầu 22. Test lại nha anh em nhá. Lỗ rồi đấy, bắt đầu lỗ rồi đấy anh em ạ. Bắt đầu lỗ rồi đấy. Một chẵn một lẻ này. Hai lẻ này. Hai lẻ một chẵn này. Để xem ván này có chẵn được không nha. Vẫn là chẵn, vậy thì khả năng cao ván này sẽ là chẵn luôn. Được chưa? Khả năng cao ván này sẽ là chẵn luôn. Rồi, 1M3. Chẵn thì 1-2-3 rồi. 1-2-3 thì ván này chắc chắn tỷ lệ cao xem ván này sẽ là lẻ. 8% ván này sẽ là lẻ. Đấy, chuẩn chưa anh em? Đó, thấy không? Khi mà mình test hẳn ra cầu ấy, mình bắt dễ hơn. Thì chắc chắn là có tay test thì mình sẽ bị nhầm cầu. Chẳng hoặc là mình không nhớ được cầu thì anh em thì ghi ra giấy được nha anh em nhé. Đấy, ok, nói chung là kiếm được ít nhất là cũng 500k rồi. Thì mình sẽ dừng ở đây thôi nha anh em nhé. Đấy, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip tiếp theo của mình.